mà xuống là đếm lại được. Đếm lại được. Cái này là khu cách ly, có quyết định cách ly y tế đó chị nha. Ở đây là cái vùng đang trong vùng dịch. Có bệnh không? Người ta có bệnh, người ta mới là giật cái bản này chị. Trong này có người bệnh, tao nãy giờ biết tôi đi bao nhiêu đường chưa? Biết tôi đi bao nhiêu cái đường tắt. Nãy tôi đây đi cầu chị ra đường chính rồi đi nha. Đường chính là đường nào? Đường ở ngoài, nãy giờ cái đường ở ngoài, đường Phạm Văn Đồng, đường Phan Văn Trị rất là nhiều ngoài kia. Chị không đi, chị đi vào đường này là sao? Chị còn chống đối, lao xe vào trong đường, đây nữa. Cái cầu tôi sợ, thì tôi đi lạc. Không được chị nha. Người ta không biết đường đi mà biểu người ta đi qua cái đường cầu là đi làm sao, đi là đi lạc rồi sao? Cái đường này người ta đi người ta quen thuộc cái đường về nhà người ta mà cấm là cấm gì? Yêu cầu chị đeo khẩu trang rồi đó chị nhá. Tôi không có đeo khẩu trang để cho người ta nhìn rõ cái mặt của tôi. Rồi. Những người đeo khẩu trang là những người chi nã. Đó, cậu đeo vậy người ta biết được cái môi của cậu bị gì không? Cậu mở ra tôi coi. Đó có thứ khác, cái lỗ mũi, cặp mắt nó giống nhau, có phải là di quan ta không? Cậu giết mà cậu biết, cậu bắt người ta là phải vô tù. Đó. Cậu mở ra coi. Có nhiều người ta giống cậu, cái mắt, cái lỗ mũi á. Rồi cái miệng khác á. Che mẹ cái miệng rồi sao người ta nhận ra? Khẩu trang là tôi đi nắng, đi bụi người ta đeo. Chứ không phải mà bắt mà đeo, mà làm việc mà đeo như vậy được hết trơn á. Cái môi mấy chú tay nó giống nhau không? Mắt với mũi có thể giống nhau mà môi không bây giờ giống nhau. Hồi nãy thì em đi hết cái chục đường rồi đó. Đường này em cắm rồi đó. Chị, chị đeo khẩu trang đi để không dịch bệnh ngay chị đó. Có xài hộ khẩu hay không thì nói người ta biết, ta là người dân lương thiện, người ta không có cắt trộm gì hết trơn á. Ta là người hợp pháp, ta là công dân tốt. Bởi vì tôi nói á, ai mà qua lấy nước mấy nước mẹ đi, chính quyền người Việt Nam đâu có còn nữa đâu. Cái đường đi này mà cấm người ta vô lý quá. Nói sang vấn đề là bị lạc bản rồi đó. Tôi không biết là tôi đang sống ở Việt Nam hay tôi sống ở Trung Quốc rồi đó, hay là ở Mỹ đó, tôi còn không biết luôn á. Thiệt, tôi đẻ ở đây nè mà tôi không biết tôi là người Sài Gòn luôn á. Cô hiểu từ dịch Covid không? Hay có hiểu từ đó là con người Việt Nam không? Sao đâu, cứ để cơ quan ta xuống thôi à. Để công an làm việc đó rồi. Đăng tin tầm bậy tầm bạ, không ai mà đi quản. Tôi là yêu cầu chị đeo khẩu trang vào, được không? Chị lên hiểu đây là dân bảo vệ các đồng chí, chị đại diện dân bảo vệ đảng, tôi bảo vệ chính trị, xong đó có chị. Chụp hình video này không cho ai thấy gì.
chị không có mấy cái tàu ở đây. Đám chỗ này. Bây giờ nếu chị không đeo khẩu trang vào chúng tôi mang có mưa tù mặt chị. Cái này là luôn. Người lớn mà thấy được ngoan cố là chống đối lại là cái phong trào bảo vệ sức khỏe của dân thế này thế nào? Anh ta làm hàng rào ngắt trông con có chậm gì? Vì sao? Chỉ là con còn lý không biết đeo khẩu trang thế này. Thì mở mắt coi nhỉ đi. Còn quậy phá chứ. Không ổn thì chị xin lỗi ta đi. Ví dụ nó nghẹt mũi, rồi làm sao nó thở? Chuyện thở hay không là bán gì ta lo. Có tốt đường ta bán của anh. Anh Việt nhà nước lo không? Sao không lo? Thế thôi, tôi là lão lớn mình sống ở Sài Gòn á, tôi 52 tuổi nè. Tôi chưa thấy nhà nước nào lo tôi, tôi chưa nhà hết trơn á. Mẹ mình đang chạm đồng hồ là nghèo không à. Tôi 2 tuổi rồi. Bảo bảo quấy đây được. Chúng tôi chỉ là dân thường thôi. Ta không có nhà nước nào bỏ tiền ra lo cho dân hết á. Ta là dân làm đất là nghèo không à. Ai là nước rồi. Nó là nghèo nó hết chứ không có nhà nước nào lo hết trơn á. Tôi đến ba. Nếu chị không đeo khẩu trang, tôi lấy ông mà lấy ông lên trùm mặt chị. Cơn quá. Bây giờ thương hại là đồng bào. Chúng ta chỉ có đồng chí đi. Chị chỉ chỉ đạo chị đi. Nếu không thì chị đã tuyệt đấy. À, vừa nay chúng ta lấy. Không đi về nhà, phải gấp giờ đòi không đi về nhà. Hả? Đâu cái tiếng xuống dài ngồi một mình mà trừ khi là đi. Xuống giờ nó là đi nhiều nói nghe là bây giờ chị ra ngoài công viên rồi chị không muốn em trang hả? Là chị lạ rồi đó. Chứ phải chị lại chị tiếp xúc đâu. Tiếp xúc đâu mới đeo khẩu trang, không tiếp xúc không cần đeo khẩu trang. Khẩu trang ai nói tôi đi một mình vậy? Mà đâu phải tôi đi theo chặt theo nhóm. Cái chuyện nói về sai rồi, người ta quy định là ra có nhà phải đeo khẩu trang. Không bây giờ chị muốn không có đeo khẩu trang thì giờ chị về nhà. Chuyện chị diễn là chị nói là phải tiếp xúc, cái đó không ai quy định hết trơn á. Tao quy định là bước ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang và không được vào công viên. Tao quy định rõ này như vậy đó. Cái chuyện nói chuyện của chị, còn bây giờ tao quy định tao phải. Ủa tại sao anh nói câu chuyện nói chuyện của chị? Bây giờ chị không thể nào chị bịa như chị nói chị không biết để chị chị hả? Tôi nói anh bịa ra những cái điều đó được hay không? Tôi không bịa ra cái này quy định rõ này vậy rồi. Tôi chịu trách nhiệm của chuyện đó. Tôi là công nhân tôi không biết gì hết thì làm sao mà tôi thực hiện đúng không? Chị nói chuyện tìm hiểu, phải... Ủa tại sao chị phải tìm hiểu? Thôi. Các anh là những người đứng ở trên, các anh đưa ra nội quy quy định thì các anh phải là người đi tới từng hộ gia đình, từng công dân phải nắm được chị cái nội quy đó thì đâu? Người ta mới thực hiện, chị thực hành với các anh. Chị ở đâu? Tôi ở Việt Nam, tôi ở trái đất, tôi ở đâu? Nhấp lên trời xuống vậy. Anh rồi bây giờ đó tôi yêu cầu chị cung cấp nhân thân giấy tờ xây dựng đã để công nhân người ta đi dạo biết cái hành trình này không đang dịch bệnh chứ phải chỉ nó khi là không có bệnh thì chị mới ở chị muốn ra thì tôi đâu có bệnh nên tôi mới được đi ra ngoài. Ủa, mà tại sao các anh bệnh? Ủa mà tại sao các anh cấm người ta không được đi ra ngoài? Đâu phải là tội phạm đâu cấm đây đâu ai cấm chị không ra ngoài đâu chị nói cấm nè không phải ra ngoài chứ phải đeo khẩu trang đây không ai cấm chị ra ngoài tôi nói rõ ràng vậy nha. Ủa tại sao bước ra khỏi nhà không ai nói chị cấm ra khỏi nhà nha. Chị ra khỏi nhà chị phải đeo khẩu trang. Tôi thích ở trời tôi phải đi ra khỏi nhà chị phải đeo khẩu trang quy định là như vậy luật là như bây vậy. Bây giờ tôi thích bụi mịn hay là tôi thích cái gì đó tôi bệnh thì tôi đi vào tôi chữa bệnh đâu phải phiền tới các anh chữa bệnh cho tôi đâu nói. Bây giờ phường xử lý luôn. Có mất cả chị tôi anh thấy anh sẽ trả lời cho tôi anh biết tên tôi là ai phải vậy tôi không quan tâm trước tiên anh phải hỏi tên tôi. Tôi không đeo nữa. Tại vì biểu kêu của anh Giang là gì? Tôi đeo khẩu trang. Dùng khẩu trang ra cho tôi đi mua đồ. Bây giờ anh biết tôi tên liền không? Bây giờ ở trong đây là đã tỏ ra người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang trước khi nói chuyện. Trước khi anh biết tôi tên gì cả. Hả? Tôi thích đi ăn chưa? Đi bán rồi nhưng mà giờ không có muỗng đâu rồi. Tôi bắt buộc tôi phải đi mua đồ. Anh phải mở cửa cho tôi đi mua đồ. Anh làm cái đường này sao? Tôi hỏi anh làm, anh là chủ nhà này sao? Hả? Dùng những gì tôi làm cho điện thoại cho máy tính, anh là chủ nhà này phải không? Thế ông mà ông Sơn ha, mày điện ông Sơn đâu? Điện ông Sơn ra đây. Bỏ đi. Ai là chủ nhà? Tôi nói cho anh biết hôm nay là đã 27 Tết rồi nha. Tôi nói cho anh biết như vậy đó. Tôi phải đi mua đồ. Tất cả người dân Việt Nam không biết tôi là ai hết.
trời là tất cả người dân Việt Nam không biết tôi là ai hết đúng không? Không có dịch gì hết, cả đàn ông đàn bà không có dịch gì hết. Bây giờ tôi hỏi cứ như nhà Tôi chạy rút cho tôi đừng lấy tôi chạy ra 100 cơ hả? Có ai không?